Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải này nè. Di Khải chúng em xem video vui vẻ thôi. Ở video này Khải sẽ soi xét độ của cao thủ Tý Cô Nương ở cộng 1. Hơn trận hôm nay 275 mạng và 135 NBC và tử vong 44 và liên trận 23. Cho anh em xem xét độ của cao thủ này nha. Có vẻ như nhìn sơ qua thì Khải cảm giác là ngày này là Nga Mi kiếm nè. Đúng rồi, Tý Cô Nương, Nga Mi kiếm. Đây anh em ơi, hiện tại thì hôm nay được top 3. Đó, cho anh em xem xét độ nha. Đầu tiên là cây kiếm 29 sát thương 61. Ok, không sao em ơi, cảm ơn anh em nha. Cây kiếm sát thương 29 61%, đó là ngày mình kiếm nha nè. Và đang sở hữu một gia truyền cắm băng 25 thì giảm độc 40. Gia truyền này mà đi với set năm hình vũ khí kim như này là quá đẹp luôn em ơi. Tuy rằng không khác tất cả nhưng mà gia truyền này quá đẹp rồi. Và một cái áo quá đẹp luôn, 40-27 sinh lực 104. Áo này cực kỳ đẹp này, áo này dạng nô 1 luôn rồi. Một cái nón thủ 20, bao tay kháng loại 28, ngọc bội kháng loại 20, sinh lượng lực nhẫn 540, quá chậm. Một ngọc đai lưng 540, hiện tại này được 80-500. Và một nhẫn kháng loại 26, giày kháng loại 29. Nói chung là tính rạc này kháng loại chắc cũng 75 cộng 1 đó nè. Khá là nhiều kháng loại, khá là nhiều món kháng loại. Và một phòng thủ được 20 nữa, nhưng rạc này quá ok rồi. Hôm nay nằm tập 6 rồi em ơi, đánh hết sức rồi em ơi, hôm nay chết nhiều quá. Đánh hôm nay không bằng mấy hôm trước. Nói chung là này thì khá là đẹp rồi em. Này anh này đang 102 cấp và hạng 14. Cho anh em xem thì tính ra thì cái kiếm này khoảng vài kim. Nón này cũng 2-3 kim. Kiếm này cũng tầm 2-3 kim nữa nè. So với tầm này thì Khải nghĩ mua cao lắm cũng 5 kim cái kiếm này. Giá chiên này đẹp nè em, 25-40 sử lượng lực. Giá chiên này cũng ít nhất vài kim. Áo này đẹp luôn nè, áo này phải 5-10 kim. Bao tay này khoảng 1 kim, 1 kim rưỡi. Nhẫn này khoảng 10 kim, 10-15 kim. Nhẫn này là 140 dòng 2 thì nhẫn này cũng bèo đáng phải 10 kim. Ếch này đồ khá là đẹp nè. Đai lưng này khoảng 2 kim. Ngọc bội này cũng tầm 5 kim, 5 kim đổ lại. Giày này cũng tầm 3-5 kim. Nói chung là set đồ này thì tính sơ ra thì Khải nghĩ cái áo là đẹp nhất. Xong đến cái nhẫn khăn lôi, cái nhẫn làm chậm. Rồi đó, ba món này khá là đẹp. Giải truyền nữa đó. Chúng là nhìn sơ qua thì những món đồ mà 5-10 kim như thế này khá là nhiều. Thì set đồ này phải trên dưới hơn 2 triệu nè, hơn 30 kim nè. Hơn 30 kim set đồ này nè. Rồi anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Tý Cô Nương. Ngày mình kiếm một like chia sẻ cho nha nè. Ngày mình kiếm tầm này đánh khá là khác. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đừng quên ủng hộ đăng ký kênh Di Khải cho mình luôn nha nè. Để theo dõi những video tiếp theo nha. Anh em thích soi cầu thủ nào cứ comment, có cơ hội thì Khải sẽ soi những cầu thủ tiếp theo nha.